Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này ship.vn sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu ST Rubon. Và mẫu mắt kính này đã được ship.vn nhập khẩu trực tiếp từ Yoma Shop, một seller cực kỳ lớn và uy tín tại Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York, và được vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ, thành phố Auburn bằng dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra nhé. Đây, phần băng keo giấy vẫn còn rất là nguyên vẹn luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có được những cái góc quay thực tế nhất về mẫu mắt kính ngày hôm nay đến từ thương hiệu ST Rubon. Ở Yoma Shop thì họ rất là thường xuyên sử dụng băng keo giấy như thế này để có thể bảo vệ môi trường các bạn nha. Và đây cũng là một cái phương châm rất là phổ biến trên tất cả các thương hiệu trên thế giới hiện nay luôn. Bên trong chúng ta sẽ có một mẫu mắt kính đến từ ST Rubon, các bạn sẽ thấy ngay biểu tượng của thương hiệu luôn. Bên dưới mình có nhập kèm thêm một mẫu mắt kính đến từ Lacoste nha, và những cái sticker quảng cáo của Yoma Shop rất là quen thuộc đây. Hóa đơn từ Yoma, nguồn gốc sản phẩm thì rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nha. Và tạm thời mình sẽ để qua một bên, đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây các bạn, mẫu ST Rubon, một cái logo rất là lớn luôn, hình chữ T. Đây các bạn. Và rồi, giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nhé. Thì ST Rubon là một cái công ty sản xuất của Pháp có trụ sở tại Paris, và nó đã sản xuất hàng hóa xa xỉ kể từ khi thành lập vào năm 1872. Các sản phẩm được thương mại hóa bao gồm là túi sách, bật lửa, bút sưu tầm, nước hoa. Nước hoa thì được sản xuất theo giấy phép của Interparfums, và thuốc lá do Philip Morris International sản xuất. Và gần đây là các thiết bị khác sử dụng mẫu thiết kế Diamond Heat đặc trưng của thương hiệu. Đây là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty hàng xa xỉ Nissan Concept của Hồng Kông nha các bạn. Thì đó là những cái thông tin tổng quan ngắn gọn nhất về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Và thường thì nhắc đến thương hiệu này thì các bạn sẽ nghĩ ngay tới chiếc bật lửa cực kỳ nổi tiếng, chiếc bật lửa Rubon các bạn nha. Còn ngày hôm nay nhân vật chính của chúng ta sẽ là một phụ kiện thời trang, mẫu mắt kính đến từ thương hiệu này. Bên ngoài các bạn sẽ thấy thiết kế bóc rất là đẹp luôn. Đây, bên hông còn có tên đầy đủ của thương hiệu ST Rubon Paris, và chúng ta sẽ có một chiếc tem nhỏ ở đây nhé. Tất cả những cái thông tin bên ngoài mình sẽ đi vào nhân vật chính của chúng ta nằm ở bên trong một chiếc hộp mở đứng như thế này. Bóc cũng tương đối là lớn các bạn nhé. Bên trong mà chúng ta sẽ thấy một chiếc hộp cứng nè. Đây, chiếc hộp đựng mẫu mắt kính của chúng ta và những cuốn sách hướng dẫn nè các bạn, cũng như là một cái giấy chứng nhận của ST Rubon. Đây, mình cho các bạn xem luôn nha. Rồi, đi đến nhân vật chính của chúng ta. Bên ngoài chúng ta sẽ có một cái lớp ni lông như thế này để bảo quản chiếc bóc chính. Rất là đẹp luôn các bạn, thiết kế này nhìn rất là sang. Ở bên trong chúng ta sẽ thấy ngay, đây chính là nhân vật chính, cùng với đó là một chiếc khăn lau phụ kiện đi kèm nhé. Và rồi, đây các bạn, mẫu mắt kính thì cũng được bọc trong một chiếc túi ni lông như thế này nữa. Mình sẽ mở ra nha, đeo vào tay nó hơi trơn một chút xíu nha các bạn. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, mới hoàn hảo 100% luôn, rất là đẹp các bạn. Đó, chúng ta sẽ bám một ít bụi vải ở đây. Cái này thì mình vệ sinh dễ thôi, và khi vệ sinh các bạn cũng nhớ kỹ là chúng ta sẽ dùng chiếc khăn lau chuyên dụng này, và để ý xem có những hạt cát hay hạt bụi nào nó còn vướng ở trên cái phần trồng kính hoặc là trên khăn á các bạn. Nếu mà vô tình hạt cát mà nó còn trên đó thì các bạn sẽ, khi mà vệ sinh nó sẽ trà xước cái phần mặt kính của chúng ta. Rồi, đây là phần tag sản phẩm này các bạn. Giá niêm yết là 250 đô, và chúng ta sẽ có mã sản phẩm đây luôn, tuy nhiên thì nó hơi mờ một chút xíu ha. Đó, tất cả những thông tin chúng ta có trên cái phần tab này rất là đơn giản. Cái phần mã thì nó đã bị cái phần tem xé nó mà làm mờ rồi, thì mình cũng cung cấp mã và tên mẫu sản phẩm này cho các bạn luôn. Thì đầu tiên là về tên, thì đây là mẫu ST Rubon Men Sunglass TB 6668162. Mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này ngay phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với một mức giá vô cùng ưu đãi tại eShip.vn nha. Một mẫu mắt kính, đây là mẫu kính râm dành cho nam.
Đây các bạn, mình sẽ quay tổng quan một lượt nha. Form kính rất là trẻ trung luôn, cực kỳ đẹp nha các bạn. Và mẫu này thì sẽ có độ rộng kính là 62mm. Ở dưới mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của eShip.vn thì đều sẽ có một cái đường link hướng dẫn cho các bạn chọn size kính nó phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên thì trên thực tế các bạn cần phải chú ý hơn một số cái yếu tố khác như là hình dạng khuôn mặt nè, chi tiết hai bên thái dương của các bạn, cũng như là cái phần form kính này nữa. Điều này cực kỳ quan trọng nha, giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính, thứ nhất là nó hợp gu thời trang, thứ hai là nó phải mang lại một cái trải nghiệm đeo thực sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính đó mới là phù hợp với bạn. Về màu trong kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là một trong kính màu gray, tức là màu xám cơ bản các bạn. Đây, nhưng mà nó hơi nghiêng về màu nâu một chút xíu nha. Đó, nhưng mà theo thông tin của hãng thì đây là màu gray. Rồi, về màu trong kính là chúng ta sẽ đi đến phần cầu kính. Ở đây chúng ta sẽ có cầu kính là 15mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây, chính là phần cầu kính của chúng ta. Còn phần phía trên này là top 3 của kính nha. Có rất là nhiều bạn lầm tưởng hai cái chi tiết này. Về phần càn kính ở mẫu này chúng ta sẽ có là 143mm, một chiếc càn kính cũng tương đối trung bình. Và hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kích thước được thể hiện bên trong phần càn kính bên trái ha. Tương tự như trên mẫu này thì chúng ta sẽ có một số cái thông tin về thông số kỹ thuật như là 62, 15, 144. Nó lệch chút xíu so với thông tin mình nhận được. Đây sẽ là càn kính 144mm các bạn nha. Rồi, về phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có những cái thông tin thì họ đặt ngược một chút xíu vào bên đây nhiều hơn. Ở đây ST Dubon, thông thường thì bên đây sẽ là tên thương hiệu thôi, còn ở đây thì họ đặt luôn cả mã sản phẩm là DV6668 nè các bạn. Và mẫu sản phẩm này sẽ là Made in Japan, được hoàn thiện tại Nhật Bản nha. Rất là cao cấp luôn, tay nghề thủ công tại Nhật Bản các bạn biết rồi. Được hoàn thiện rất là tỉ mỉ luôn và chất lượng tay nghề cũng rất là cao. Rồi, về phần dạng khung ở trên mẫu này chúng ta sẽ có là dạng rectangular, tức là dạng khung chữ nhật rất là quen thuộc. Đối với kiểu kính dạng này thì nó sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt tròn, hơi tròn một chút xíu cũng được, thì đây là một trong những dạng khung rất là phổ biến rồi. Nhưng mà đặc biệt thì những cái bạn khuôn mặt tròn thì lựa chọn những chiếc mắt kính dạng vuông hay là dạng chữ nhật như thế này sẽ rất là phù hợp luôn. Nó giúp tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt của bạn trở nên nó cân đối thanh thoát hơn rất là nhiều. Đó là thế mạnh của dạng khung này, chính vậy nó được sử dụng rất là phổ biến. Về phần thiết kế bên ngoài các bạn, bên ngoài khung này chúng ta sẽ có những cái họa tiết rất là đẹp ha, tạo nên một cái nét chắc chắn hơn cho phần khung cũng như là phần thân càng kính. Trên thần thân càng thì chúng ta cũng sẽ có tên thương hiệu ST Dubon được khắc chìm ở trên thân càng kim loại này luôn nha. Đó, các bạn có thể thấy nè, cực kỳ sắc nét. Phần tay kính thì sẽ có một cái thiết kế tròn bằng nhựa bọc bên ngoài, bên trong là sẽ là kim loại nha. Đó, với những cái tông màu sắc của thương hiệu ST Dubon. Ở hai bên chúng ta đều sẽ có chi tiết này, nó tạo nên cái độ nhận diện thương hiệu rất là mạnh mẽ cho mẫu mắt kính từ cái góc nhìn hai bên. Về phần trong kính ở phía trên các bạn sẽ thấy tên thương hiệu cũng được khắc ngay trên đây luôn, cũng rất là sắc nét nha. Đó, các bạn sẽ thấy tất cả các chi tiết đều trong trạng thái hoàn hảo. Về dạng khung này thì chúng ta sẽ có màu khung là ruthenium, màu xám kim loại các bạn. Đây. Đó. Và khung kim loại thì rất là mỏng và bền, phù hợp với nhiều khuôn mặt nè. Mẫu mã thì cũng rất là đa dạng và tinh tế. Nhìn chung thì gọng kim loại luôn được đánh giá là sang trọng hơn so với gọng nhựa. Và nó thích hợp cho nhiều lứa tuổi cũng như là nhiều môi trường làm việc, đặc biệt là người làm việc trong môi trường trang trọng, lịch sự nữa. Thì những chiếc khung kim loại này sẽ là lựa chọn rất là tối ưu. Về phần đệm mũi các bạn sẽ thấy nè, chúng ta sẽ có những cái logo của thương hiệu được đặt ngay bên trong phần chân đệm mũi ở cả hai bên luôn. Đó, các bạn sẽ thấy những cái chi tiết này rất là nhỏ thôi nhưng được chăm chút rất tỉ mỉ nha. Sẽ cố gắng quay thật nhiều chi tiết cho các bạn có thể quan sát được. Về khớp kính thì phải nói là cực kỳ chắc chắn luôn các bạn. Đây, nó khá là nhỏ thôi nhưng mà được hoàn thiện rất chắc chắn ở cả hai bên. Khớp kính còn cực kỳ chắc chắn luôn. Đây các bạn. Và qua các góc quay bạn thấy đó, sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn mới hoàn hảo 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp ha, hay trầy xước phía trên phần tròng nè, khung kính nè. Có chăng là chúng ta sẽ bám một ít bụi vải thôi, cái này thì vệ sinh rất là dễ dàng. Đó, tất cả các chi tiết đều trong trạng thái hoàn hảo mới 100%. Và đó cũng là tất cả những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm mắt kính ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ chi tiết nhất của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính nói chung cũng như là mẫu mắt kính đến từ ST Dubon này nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng nè, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng. Và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn thì luôn sẽ có cái giá thành rất là cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.